xin chào quý anh chị đã đến với kênh chúng tôi chúc quý anh chị và các bạn có một buổi nghe truyện thật hay và vui vẻ nhớ like và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình với nhé cảm ơn mọi người vốn duy nhất định để lái xe về trước mình và mỹ mỹ từ từ đi dạo nhưng như thế nào thì tiểu thôi cũng không đồng ý mỹ mỹ đành kêu cậu ta đưa bọn họ đến thẳng trung tâm thương mại cầu thế đổi chỗ khác được không? Tớ không muốn đi cầu thế. Duy nhất quá nhạy cảm với chỗ đó. Cầu thế là trung tâm thương mại sang trọng nhất, cậu không muốn đi cầu thế thì thuê máy bay đưa tớ sang Paris là được. Mỹ Mỹ kiên trì không chịu. Duy nhất không có cách nào, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đừng gặp ác ma kia. Nhưng khi vừa tiến vào khu vực mỹ phẩm cầu thế, Duy nhất lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, lãnh ngạn đang chọn đồ ở quầy Guerlain. Guerlain được biết đến là hãng sản xuất nước hoa lâu đời nhất thế giới. Mỹ phẩm và dưỡng da của Guerlain được coi là niềm mơ ước xa hoa của mọi cô gái. Không phải anh bảo hôm nay có việc không thể đi đón cô sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, một đấng mày râu lại còn là nhà giàu nhất đích thân ra ngoài mua đồ. Bình thường cần gì anh đều đặt hàng trực tiếp hoặc nhắn nhủ cấp dưới, đương nhiên sẽ có người đi mua. Gu Erlang, cho tới bây giờ cô còn chưa dùng nhãn hiệu này. Xuất thân nghèo khổ cô có cách biệt với những món hàng xa xỉ này, mặc dù bây giờ đã thành thiếu phu nhân. Cô vẫn giữ thói quen thanh thủy xuất phù dung mặc một không trang điểm, hay là, ông xã của cô cho cô một bất ngờ. Thanh thủy xuất phù dung, cái gì tự nhiên là đẹp nhất. Mỹ Mỹ cũng nhìn thấy lãnh ngạn, rất ca ngợi, duy nhất, phu nhân nhà giàu đúng là khác người khác sao chưa bao giờ thấy cậu dùng nếu cậu không dùng thì ném cho tớ tớ dọn dẹp đồ bỏ đi miễn phí giúp cậu hơn nữa ông xã giàu có của cậu tự mình chọn cho cậu thật hạnh phúc thật sự mua cho cô chắc vậy gần đây anh thường đưa chút đồ không tưởng tượng nổi cho cô thậm chí bao gồm cả đồ tình thú đưa mỹ phẩm dưỡng da cũng không kỳ quái này cậu không định tiến lên chào hỏi à để cho anh ta dẫn chúng ta đi ăn cơm sau đó anh ta tính tiền. Mỹ Mỹ đẩy cô một cái. Duy nhất suy nghĩ một chút, nếu lãnh ngạn cố ý tự mua quà tặng, chính là muốn cho cô vui mừng, lúc này phá vỡ sẽ khiến anh mất hứng. Vì vậy, trốn vào một góc, gọi điện thoại cho anh. Duy nhất, tan làm chưa? Giọng của anh hơi gấp gáp. Nghĩ tới mình đang ở cách chỗ anh mười mấy bước chân nói chuyện, Duy nhất âm thầm cảm thấy buồn cười, rồi. Anh đang ở đâu? anh đang ở công ty chứ sao lãnh ngạn thuận miệng đáp duy nhất ngây ngẩn cả người anh nói dối tại sao tiếp đó lại hỏi đang bận rộn gì vậy anh đang đi học chờ một chút anh gọi lại cho em giọng nói của anh không hề lộ ra hoảng hốt nói thật như vậy lần đầu tiên duy nhất thấy anh nói dối đến mức giọt nước cũng không lọt đời đã nào cô vội kêu lên chuyện gì bảo bối giám đốc trong công ty đang chờ anh lên tiếng trái tim duy nhất lạnh hoàn toàn được rồi khi nào anh rảnh em muốn anh theo em ăn cơm em và mỹ mỹ đang ở ngoài bảo bối có thể không có thời gian ăn cơm cùng em để mỹ mỹ đi cùng em đi ăn nhiều một chút muốn mua gì cứ mua trở về anh sẽ thanh toán đầy đủ ngoan anh đã cầm mỹ phẩm dưỡng da vào thang máy đoán chừng sang khu trang phục. Được rồi. Vậy anh trở về sớm một chút. Em phải chờ anh về mới ngủ. Mặc dù vẫn là giọng nũng nịu, nhưng trong lòng lại ê ẩm. Được rồi, anh sẽ cố gắng hết sức sớm một chút. Lãnh ngạn vội vàng cúp điện thoại. Duy nhất đuổi theo từ thang máy khác, xa xa nhìn thấy anh chọn quần áo, chọn đồ đều theo kiểu phụ nữ vô cùng quyến rũ, không phải kiểu cô thích ông xã nhà cậu có ăn cơm với cậu không mỹ mỹ cắt đứt suy nghĩ của cô duy nhất bị phiền muộn nồng đậm bao phủ nhìn anh chọn xong quần áo thanh toán xong đi ra cầu thế để cho cô bận tâm chính là lại còn mua đồ lót phụ nữ anh ấy bận nghe lời mỹ mỹ nói cô lừa mình dối người cho bản thân một lý do duy nhất không phải tớ nói xấu anh ta mỹ mỹ nắm tay cô bây giờ thiếu gia có tiền hoa tâm nhiều lắm lãnh ngạn mua những thứ đồ này thoạt nhìn không phải đưa cho cậu cậu phải lưu ý không để cho bản thân bị tổn thương không anh ấy không phải người như vậy duy nhất kiên định lắc đầu có phải hay không muốn biết rất dễ đi theo tớ cô kéo tay duy nhất tới khu đồ lót hỏi người hướng dẫn mua hàng vừa bán đồ lót cho lãnh ngạn xin lỗi tiểu thư tôi cũng muốn mua mấy kiểu đồ lót tiên sinh vừa rồi mua xin hỏi còn không? Có. Xin hỏi tiểu thư mặt cỡ bao nhiêu? Có muốn thử một lần không? Người hướng dẫn mua hàng rất nhiệt tình hỏi. Tôi cũng không biết, vừa rồi anh ta mua cỡ bao nhiêu? Mỹ Mỹ tiếp tục hỏi. 38 dê. Lòng duy nhất trầm xuống, Mỹ Mỹ và người hướng dẫn mua hàng còn nói gì nữa nhưng cô không nghe thấy gì cả. Tất cả đồ lót của cô đều do lãnh ngạn mua, nhưng không phải cỡ này, Cô cũng không cách nào tìm cho mình một cái cớ, cũng không thể nói ông xã nhớ nhầm cỡ. Đi thôi. Duy nhất. Mỹ Mỹ biết bạn mình không có lòng đi dạo phố nữa, kéo cô rời khỏi khu bán đồ lót. Duy nhất thấy cô ấy đi ra ngoài. Dừng bước, tạm thời tớ không muốn về. Mỹ Mỹ thương hại nhìn cô, vậy đi đâu? Tớ đi với cậu. Đi uống chút đồ. Duy nhất biết tầng dưới cùng của cậu thế là một bắp pháp giả dạ đế nhưng tớ không có thể hội viên không vào được mỹ mỹ cũng biết pháp này là câu lạc bộ sống về đêm nổi danh lừng lẫy nơi tụ tập của các công tử tiến tâm lừng lẫy người bình thường không vào được đi theo tớ duy nhất không tin cô không có thể hội viên thì không vào được lúc này cô chỉ muốn say nghe nói rượu có thể khiến cho người ta quên hết mọi thứ cô thật sự hy vọng được say một lần như vậy Cô cầm tay Mỹ Mỹ vào thang máy đi thẳng xuống tầng dưới cùng, ở cửa bắp, không hề nghi ngờ bị chặn lại, yêu cầu xuất trình thẻ hội viên. Tôi không có thẻ hội viên, tôi tới tìm người. Vẻ mặt duy nhất nghiêm nghị. Xin lỗi, chúng tôi không cung cấp tên khách hàng, đây là quyền riêng tư. Bảo vệ bắp mang bông tai lạnh lùng cự tuyệt, khoáng phụ tới bắp tìm chồng. Anh đã thấy nhiều. Tôi tới tìm cầu Chí Dương duy nhất đánh bạo nói ra cái tên khiến cho cô hồi hộp, nhớ tới đủ chuyện lúc tuổi thơ, cô hận anh ta đến ngứa ngáy hàm răng, nhưng bây giờ cô không ngại sử dụng tên tuổi của anh ta thay cho thẻ hội viên. Đồng thời, bi thương trong lòng khiến cho cô không hề sợ ác ma cầu trí dương này, nếu hôm nay anh ta dám bắt nạt cô, cô nhất định nâng cốc dội lên người anh ta, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người. Mỹ Mỹ kéo tay áo cô, tỏ ý cậu thật sự biết cầu trí dương sao đừng để đến lúc đó lại lộ ra. Bảo vệ bắp nhìn lên nhìn xuống đánh giá duy nhất một lần, người phụ nữ dám gọi thẳng tên giả đế, gọi thẳng tên họ cầu Chí dương, đây là lần đầu tiên, không dám kinh thường. Mà cầu Chí dương đang ở trong phòng tổng giám đốc, nhìn qua camera đã thấy rõ ràng tất cả, cô gái này là người anh nhìn mà lớn lên. Cô gái ngây thơ trong sáng như nước nhưng lại hận anh thấu xương, vốn cho rằng vĩnh viễn mất cô, nhưng sau khi trở thành lãnh phu nhân lại tới tìm anh. Hơn nữa còn vào bắp của anh. Có ý tứ. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, gọi một cuộc điện thoại sang. Tiểu thư, mời vào. Bảo vệ vừa rồi còn ngạo mạn chuyển thành kính cẩn lễ phép mời duy nhất và mỹ mỹ đi vào. Bắp không hề ăn chơi trác tán như trong tưởng tượng của hai cô, ánh sáng mờ nhạt, có một kiểu lộng lẫy khiêm tốn, có vẻ có đẳng cấp hơn các bắp khác nhiều. Dĩ nhiên, ở trong góc tối, phát sinh vài chuyện không tao nhã sau say rượu cũng không đáng ngại. Không ảnh hưởng tới hoạt động. Nhân viên phục vụ qua qua lại lại trong đám người tìm cho họ một chỗ ngồi, dẫn họ đến chỗ của mình. Cho tôi một chai rượu mạnh nhất. Duy nhất nói với nhân viên phục vụ. Mỹ Mỹ lập tức cản cô, xin lỗi, vẫn cho một ly nước trái cây đi. Bắp thịt trên mặt nhân viên phục vụ khẽ co rúng, tới dạ đế uống nước trái cây trước nay chưa từng có. Tiểu thư, nếu không xuống khu vui chơi của thiếu nhi ở tầng thấp nhất đi, nơi có có nước trái cây. Ai là thiếu nhi? Cô xem thường người khác. Hôm nay duy nhất khác thường, chính là đến tìm người gây sự. Đang nói, trên khán đài vang lên tiếng người dẫn chương trình kêu to, các nữ sĩ, các tiên sinh, để cho bác tender nổi tiếng nhất bắt chúng tôi biểu diễn vì mọi người những lời này vừa nói xong lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm và tiếng hoan hô như nước thủy triều bao phủ những lời nói tiếp theo của quản lý duy nhất không hiểu được bartender như thế nào mà có sức cuốn hút như vậy mỹ mỹ làm bình luận viên cho cô duy nhất cậu không biết sao đây là bartender cao cấp nhất trong truyền thuyết một năm mới ra sân một lần mỗi lần chỉ pha một ly rượu giá tiền ly rượu có thể cao đến tột cùng có nhiều người có tiền muốn mời anh ta đến pha rượu trong bữa tiệc nhưng đều bị từ chối thần bí hơn bartender này luôn đeo mặt nạ chưa ai từng thấy bộ mặt thật của anh ta nhưng chỉ cần nhìn đôi tay anh ta múa cũng biết nhất định là người đẹp trai cực phẩm lần này chúng ta có thể vừa vặn nhìn thấy anh ta biểu diễn thật sự vô cùng may mắn thôi đi cậu khoác lác thì có duy nhất khinh thường dẫu môi ánh mắt lại không tự chủ bị người trên khán đài hấp dẫn một chiếc áo sơ mi màu xanh đen, hoa lệ mà không khoa trương, môi mỏng dưới mặt nạ màu xanh bạc hấp dẫn và mang theo nụ cười ngang ngạnh. Ánh mắt sau mặt nạ kia, mê hoặc lại hiện ra chút nghịch ngợm, ánh mắt đó rất quen thuộc. Chỉ thấy đứng trên khán đài, tư thế mở màn lại khiến cho toàn bộ mọi người nín thở, mà độ công khóe môi bình tĩnh tự nhiên của anh ta càng sâu hơn, ra dấu về phía duy nhất, duy nhất càng thêm mơ hồ. Mỹ Mỹ háo sắc thép chói tai, duy nhất, anh ta nhìn chúng ta cậu nhìn cậu nhìn đi duy nhất lường cô ấy một cái phụ nữ ngu ngốc ánh mắt lại một lần nữa để mắt tới người đàn ông trên khán đài chỉ thấy tay trắng nõn của anh ta bay múa theo âm nhạc giống như đang kéo lê vô số vòng tròn sáng xanh trong không trung trong không khí hoàn toàn tĩnh lặng nín thở hoàn thành một màn biểu diễn đẳng cấp khi ly chất lỏng màu đỏ nở rộ trong lòng bàn tay anh ta thì trên khán đài bay xuống vô số cánh hoa hồng bartender hoàng mỹ chào cảm ơn, dùng tư thế vô cùng tao nhã rời khỏi khán đài. Mọi người bị cảnh đẹp trước mắt kinh sợ, một hồi lâu sau mới phản ứng kịp, lập tức vang lên tiếng đấu giá liên tiếp dưới khán đài. Người dẫn chương trình mất hơi sức rất lớn mới đè được âm thanh sôi trào này xuống, lớn tiếng tuyên bố, cảm ơn màn biểu diễn tuyệt vời của bartender chúng ta, tên ly rượu này là ngọn lửa thầm mến. Nó không bán, là quà tặng của bartender chúng ta cho một người bạn đang ngồi ở đây tối nay. Dưới sân khấu lại ồn ào, mọi người rối rít bàn luận, rốt cuộc là ai sẽ có vinh hạnh như vậy. Yên lặng. Yên lặng. Người dẫn chương trình nghi ngờ âm thanh lan rộng của micro quá nhỏ, không cách nào ngăn chặn tiếng bàn luận và ồn ào của khách hàng. Bây giờ, tôi tuyên bố, ly rượu ngọn lửa thầm mến mày tặng cho số 99 của chúng ta, tiểu thư Nhiễm Duy nhất. Người dẫn chương trình vô cùng kích động. Duy nhất sững sờ hồi lâu, cũng không kịp phản ứng, người dẫn chương trình lại đọc tên mình. Mỹ Mỹ hưng phấn đẩy cô lên khán đài, "Mau lên đi." Ly rượu giá trị 10 vạn đồng. Duy nhất âm thầm nói, "Một ly rượu giá trị 10 vạn đồng." Đám người kia đúng là điên, tiền nhiều không có chỗ tiêu. Người dẫn chương trình đưa ly rượu đến tay Duy nhất, mời Duy nhất uống vào tại chỗ duy nhất nhìn chầm chầm ly rượu, nghĩ tới mình mà uống chính là 10 vạn đồng, thế nào cũng không uống vào được, đột nhiên nói, đã có nhiều người bạn thích ly rượu này như vậy, tôi sẽ bán đấu giá ly rượu này cho mọi người. Tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang lên như sấm, nhưng người trước máy theo dõi lại toát ra lửa giận. Anh hao hết tâm sức pha một ly rượu ngọn lửa thầm mến, đặc biệt đưa cho cô, cô lại cầm đi đấu giá. Không phải phu nhân nhà giàu nhất sao? Rất thiếu tiền. Khi đấu giá đến 20 vạn thì anh gọi điện thoại cho trợ lý, 50 vạn, đi mua lại. Hả? Cái này, ông chủ. Trợ lý nghĩ sao cũng không thông, tự mình đi pha rồi tự mình mua lại. Bảo cậu đi thì cậu phải đi, đừng dài dòng. Anh hung giữ quan điện thoại. Dạ. Trợ lý im lặng, vẻ mặt đau khổ nhìn điện thoại di động chầm chầm, anh không nên tùy tiện khiêu khích tính nóng nảy của tổng giám đốc. 50 vạn. Anh lao ra từ trong đám người. Lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay giành lại ly rượu kia trong tay duy nhất, sử dụng ánh mắt kể khổ với người dẫn chương trình trên khán đài, ý là anh cũng không có cách nào hoàn toàn vâng lệnh mà làm việc. Anh dơ ly rượu ra trước mặt duy nhất, "Vị tiểu thư này, tôi đã dùng 50 vạn mua ly rượu này, sẽ lập tức đưa chi phiếu cho cô, nhưng mà, tôi có một yêu cầu, cô phải uống ly rượu này vào." nếu không sẽ không có 50 vạn. 50 vạn mời cô uống một ly rượu. Giống như cô không ăn thịt, có thể tính toán. Lấy chi phiếu trước. Duy nhất tỏ vẻ không tin anh ta. Anh cười ảm đạm. Lấy chi phiếu và ly rượu đưa cùng cho cô, Duy nhất không nói hai lời, bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy ngọn lửa nguồn ngục cây xè nơi cổ họng, rượu này quá mạnh rồi, mới xuống bụng đã thấy tất cả quay tròn, đám người ồn ào náo động cũng càng ngày càng xa xôi, cô không cách nào chống đỡ, mềm nhũng té xuống. Tối nay, cô lại một lần nữa suốt đêm không về. Trạng sáng, lãnh ngạn lê thân thể mệt mỏi trở lại nhà họ lãnh, theo thói quen lên tầng ba trước, đẩy cửa phòng duy nhất ra, phát hiện chăn gối chỉnh tề, vì vậy lập tức xuống tầng dưới, đến phòng mình xem xét, vẫn trống không. Trong lòng hơi khẩn trương, gọi điện thoại đến biệt thự trước biển, người làm bên đó cho anh biết cô còn chưa về trái tim lập tức dấy lên lửa giận lại dám cả đêm không về ngủ xem ra lần trước chưa dạy dỗ cô kỹ cô không biết tới tính nghiêm trọng của vấn đề lúc này phải cho cô chút màu sắc nhưng mà cô nhóc chơi chiêu này với anh điện thoại gọi hoài không nhận nhớ tới cô từng nói đi với mỹ mỹ anh không biết số điện thoại của mỹ mỹ dường như lại cần doãn tiêu trác giúp đỡ rồi nếu cậu ta biết bà xã lãnh ngạn đêm không về ngủ, anh lại giống như ông xã ghen tuôn hấp tấp tìm chung quanh. Không bị cậu ta cười đến rụng răng mới lạ. Nhưng mà, trừ cách đó ra, không còn cách nào. Quả nhiên, sau khi Doãn Tiêu Trác cười to một trận đã mang đến tin tức khiến anh hỏng mất bà xã của anh thế mà lại đi bắt, hơn nữa còn là bắt của cầu Chí Dương. Tin tức này khiến cảm giác mỏi mệt do cả đêm không ngủ biến mất gần như không còn, lập tức lái xe chạy thẳng tới cầu thế mà lúc này trong phòng nghỉ của bắp cầu thế duy nhất mở mí mắt nặng trĩu di chứng sau say rượu hành hạ đến mức đầu cô đau muốn nứt còn ghê tởm khác thường bảo bối đã tỉnh một cặp mắt quyến rũ mờ ám của cầu chí dương xuất hiện phía trên cô giọng nói cợt nhã giống ngày trước duy nhất nhớ tới những ngày đó anh ta luôn gọi cô là bảo bối rồi lại cho cô những ngày khó chịu vô tận một cái tác vung lên khuôn mặt tuấn tú của anh ta, tránh ra. Anh ta không hề chú ý, ngược lại bắt lấy tay cô đặt lên chóp mũi ngửi, thơm quá. Vẫn ngọt ngào giống ngày trước. Duy nhất biết, động tác tiếp theo của anh ta chính là cắn ngón tay cô, hơn nữa còn cắn thật rất đau, đây là thói quen của anh ta, cho nên, vội vàng rút tay lại. Không tồi. Còn nhớ rõ thói quen của anh. Anh ta hài lòng cười, mấy phần quyến rũ mờ ám, mấy phần nghịch ngợm, duy nhất đột nhiên nhớ tới ánh mắt của người bartender kia. Lúc ấy cảm thấy rất quen mắt, chính là cầu chí dương. Anh là bartender kia. Duy nhất cười quá dị, đừng đừng là tổng giám đốc đi pha rượu cho người ta. Đừng coi thường sở thích của anh. Cầu chí dương nhíu mày, không sai, anh thích pha rượu, nếu không phải anh không thể không nhận lấy sự nghiệp của gia tộc. Anh nhất định sẽ lựa chọn làm một bartender xuất sắc, nhìn chất lỏng hoa mỹ qua tay anh biến đổi thành sắc thái và mùi vị như ma thuật. Thật sao? Sở thích của anh được tôn trọng, còn tôi? Mẹ tôi nữa. Không cần được tôn trọng sao? Mẹ tôi bị người nhà anh hại chết, anh và cha anh đều là ác ma. Mỗi ngày nhiều người vô tội chết như vậy, trời cao sao không trừng trị các anh? Duy nhất kêu to một mạch quán hận chất chứa trong lòng. Vừa nghĩ tới mẹ, lại nghĩ tới đêm kinh khủng đó, cầu lão gia tàn bạo đè mẹ ở phía dưới, mẹ đáng thương bị bắt vào đồn cảnh sát, cuối cùng vô tội mất mạng dưới bánh xe. Mà Cầu Chí Dương trước mắt ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi trong thời thơ ấu của cô, vừa gọi cô là bảo bối, vừa cắt đứt đuôi sam, vén quần của cô để nhìn lén, để con rắn nhỏ trong túi sách, động một chút là cấu cô, trên người thường bị anh ta cấu thành cục xanh cục tím, còn không cho phép cô nói với mẹ dĩ nhiên cô không nói với mẹ bởi vì không muốn khiến cho mẹ khổ sở duy nhất nghĩ như vậy lại hối hận không thôi ngày hôm qua đúng là gặp quỷ mới có thể chạy đến bắp uống một ly rượu không hiểu ra làm sao của anh ta tự động đưa tới cửa để cho anh ta bắt nạt hối tiếc rất nhiều cô rời giường xông ra ngoài cửa ly rượu tối hôm qua thật sự quá mạnh rồi say đến tận bây giờ duy nhất còn đứng không vững ngã thẳng xuống đất cầu chí dương vội tới đỡ lấy cô buông tôi ra tên cầm thú này duy nhất vẫn còn sợ hãi anh ta đôi tay cào mạnh lên mặt tạo thành từng vết máu duy nhất dáng vẻ này của em không đi ra ngoài được anh đưa em trên mặt đau rát nhưng anh vẫn cố nén không cần anh lo buông tôi ra hình như duy nhất không chỉ phát tiết giận dữ với anh ta bao gồm oán hận với lãnh ngạn cũng bùng phát ra. Cầu Chí Dương nhìn biểu tình kích động của cô, trong lòng hết sức ấy nấy, thật ra anh rất muốn cô hiểu được, sở dĩ khi cô còn bé anh bắt nạt cô, là bởi vì thích cô. Anh đã tự nói với mình không biết bao nhiêu lần, đợi cô trưởng thành nhất định phải lấy cô làm vợ, cô là duy nhất người phụ nữ anh yêu thích. Nhưng mà, đợi đến khi cô lớn lên, lại xảy ra chuyện như vậy, sao cha của anh lại làm ra chuyện không bằng cầm thú như thế? khi anh khổ sở đến mức không có cách nào đối mặt với Duy Nhất. Duy Nhất lại có thể âm thầm gã cho lãnh ngạn. Buông cô ấy ra. Theo một tiếng quát lạnh, cửa phòng nghỉ của anh bị trầm một cước đá tung ra. Trên thế giới này người dám làm vậy chỉ có hai người, lãnh ngạn và doãn tiêu trác, rốt cuộc là ai? Trường hợp này, chỉ có một khả năng. Lãnh ngạn vẽ mặt u ám từ ngoài cửa xông vào, đoạt lấy duy nhất ở trong ngực cầu Chí Dương, ôm trong lòng ngực mình, khuôn mặt vốn trắng nõn phủ một tầng xanh đen. Ai cho phép tay cậu đụng vào bà xã của tôi? Vợ bạn không thể bắt nạt, Cầu Chí Dương, ngay cả điểm này mà cậu cũng không hiểu sao. Nét mặt lãnh nhạn quả thật có thể nuốt người. Cầu Chí Dương khẽ cau mày, đáy lòng không phục, vốn là bà xã của tôi rồi. Chỉ chậm một bước mà thôi. Dĩ nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, trong miệng không dám nói thế, dù sao cũng là anh em nhiều năm với lãnh ngạn, ôi, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc, ai bảo lãnh ngạn tiền nhiều, cậu ta và Doãn Tiêu Trác đều là lão đại đấy. Còn em nữa, lãnh ngạn nhắm thẳng tức giận vào duy nhất, lá gan càng lúc càng lớn, lại dám cả đêm không về ngủ. Có hiểu tuân thủ nữ tắc là thế nào không? Duy nhất bối rối, chính anh hồng hạnh xuất tường, không? Đại thụ vượt tường, còn có mặt mũi chỉ trích cô hư thân mất nết. Lập tức giận dữ, rời khỏi ngực anh, đứng ra xa, lớn tiếng đáp lễ, chú họ lãnh. Làm phiền chú làm rõ bây giờ là thời đại nào. Còn tuân thủ nữ tắc. Chú có thể chơi ở bên ngoài thì tôi cũng có thể như thế. Ai biết là người nào? Chú họ lãnh. Cầu Chí Dương nghe thấy xưng hô này không nhịn được vì cười, âm thanh ngắn ngủn đột nhiên dừng lại bởi vì ánh mắt vô cùng lạnh lẽo của lãnh ngạn cút ra ngoài. Lãnh ngạn ra lệnh khí lạnh áp bức. Cầu chí dương sợ run cả người, trong miệng lại thì thầm, rõ ràng là địa bàn của người ta. Câu kế tiếp còn chưa nói ra đã nhanh chân bỏ chạy. Trễ nữa không biết có hậu quả gì không, anh không dám khiêu chiến với ánh mắt của lãnh ngạn. Trong nháy mắt phòng nghỉ chỉ còn lại hai người, ánh mắt lãnh ngạn nhìn thẳng về phía cô, duy nhất cảm thấy không gian phòng nghỉ to như vậy đột nhiên nhỏ đi, ngay cả hô hấp cũng dồn dập. Lãnh Ngạn đi từng bước một về phía cô, vũ trụ nhỏ sắp thiêu đốt cô, cô hốt hoảng lui lại, khi không còn đường lui kêu to, "Lãnh Ngạn, nếu anh sử dụng bạo lực với tôi, tôi tôi sẽ sẽ ly hôn với anh. Tôi tái giá." "Chết tiệt! Em còn dám nói tái giá?" Anh lửa giận ngút trời, buổi sáng khi anh về không tìm được em đã sắp phát điên. "Rốt cuộc em có lương tâm không?" Buổi sáng trở lại anh và hồ ly tinh kia lêu lỏng cả một buổi tối còn có mặt mũi trở lại gây gỗ với tôi anh mới không có lương tâm duy nhất kể khổ một trận đồng thời cảm thấy may mắn may mà không ở nhà nếu không lại một đêm khổ sở em nói mò cái gì hồ ly tinh gì lãnh ngạn nhìn cô chằm chằm không hiểu anh còn muốn ngụy biện tôi đã nhìn thấy tất cả nước mặt quất tức tràn đầy trong hốc mắt duy nhất cố gắng nhịn không để cho chúng rớt xuống em nhìn thấy cái gì lãnh ngạn không còn tức giận giọng nói hơi run ngày hôm qua tôi và mỹ mỹ đi dạo phố nhìn thấy anh tới cầu thế mua đồ tại sao anh nói dối nói cái gì mà đang học nói cái gì mà gọi điện thoại cho tôi chắc tới sáng nay mới nhớ ra gọi điện thoại giờ là của giờ tôi chứ gì lãnh ngạn anh là người xấu anh là tên lừa gạt duy nhất xoay người không để ý đến anh nữa. Lãnh ngạn thở nhẹ ra một hơi, duy nhất, em hiểu nhầm. Không sai, đúng là anh tới cầu thế mua đồ, nhưng mua vật kỷ niệm cho hội nghị. Vật kỷ niệm? Buồn cười quá đi. Vật kỷ niệm toàn là đồ phụ nữ, còn bao gồm đồ lót phụ nữ. Anh thật săn sóc khách hàng chu đáo nhỉ. Ngay cả cô ta mặc sai giờ bao nhiêu cũng biết duy nhất đột nhiên cảm thấy không nhìn rõ người đàn ông này rồi. Khi không cách nào phân biệt lời một người nói là thật hay giả, thật đáng sợ. Lãnh ngạn đột nhiên ôm lấy cô, ôm thật chặt, duy nhất, đừng dùng ánh mắt này nhìn anh, nhìn thấy mà lòng anh hoang mang. Buông tôi ra. Tôi mới hoang mang về anh. Duy nhất bị anh ôm chặt vào ngực, hô hấp ngột ngạt. Duy nhất, tin tưởng anh. Anh thật sự không làm chuyện có lỗi với em, đồ đúng là mua cho khách hàng người nữ khách hàng kia mới tới đây tới lại vội vàng cho nên không mang đồ theo cho nên mới nhờ anh đi mua lãnh ngạn chỉ sợ duy nhất chạy ra khỏi lồng ngực của anh bàn tay giữ chặt đầu cô duy nhất khẽ cắn ngực anh mới tránh khỏi giam cầm anh cho rằng tôi là đứa trẻ lên ba dễ lừa gạt sao đồ khách hàng sao không để thư ký đi mua đâu cần tổng giám đốc anh tự ra tay như vậy có thể thấy được quan hệ của anh với khách hàng này không phải tầm thường. Lãnh Ngạn, anh nói láo khi nào mới kết thúc? Lần trước là chuyện tóc, lần này là đồ lót, vậy lần sau là cái gì? Có phải đứa bé không? Đến lúc đó đã quá muộn với tôi. Có ý gì? Cái gì gọi là quá muộn? Sắc mặt của Lãnh Ngạn trở nên khó coi lạ thường. Duy nhất hít sâu một hơi, Lãnh Ngạn dù sao giữa chúng ta cũng chỉ là quan hệ thay thế, hoặc là tôi mang thai đứa bé nhanh lên một chút. Hoặc người phụ nữ bên ngoài của anh sớm mang thai, chỉ cần có đứa bé, chúng ta sẽ giải thoát lẫn nhau. Nói xong lời này, duy nhất chỉ cảm thấy giống như cõi lòng tan nát, đau đớn khó tả, người đàn ông trước mắt chơi trò chơi thay thế, cô vẫn còn mất trái tim, cô không hiểu, đã có một người phụ nữ tồn tại, sao anh ta còn muốn cưới cô? Lãnh ngạn kinh ngạc nhìn cô đột nhiên gầm lên một tiếng anh không cho phép sau đó vẻ mặt buồn bã lẩm bẩm nói nhỏ anh không hề có lỗi với em vậy anh cho tôi một giải thích hợp lý duy nhất xoay người cuối cùng nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi đau lòng nhức đầu khắp nơi đều đau trụ cùng hòa quyện với hỗn hợp mùi vị trộn lẫn trong dịch dạ dày ngay cả dạ dày cũng đau đến xoắn lại cô không nhịn được mở to miệng nôn liên tục ngày hôm qua gần như không ăn gì, nôn ra ngoài đều là nước, hơn nữa càng nôn càng kịch liệt, có một cảm giác hận không thể nôn cả ruột ra ngoài mới sảng khoái. Duy nhất, duy nhất, em làm sao vậy? Ăn thứ gì? Chúng ta lập tức đi bệnh viện. Lãnh ngạn luống cuống, ôm lấy cô đi ra ngoài. Anh buông tôi ra. Không được dùng bàn tay bẩn đã chạm vào người khác đụng đến tôi. Duy nhất mềm nhũng nằm trong ngực anh nức nở nghẹn ngào không được. Anh kiên định ôm chặt, chuyện khác em cáo gắt, tùy hứng không sao, nhưng thân thể khỏe mạnh là vấn đề, không cho phép nóng nảy. Duy nhất không ngăn nước mắt rơi không ngừng, đã đến mức này, sao anh còn đối xử tốt với cô như vậy? Cô tình nguyện để cho anh đối xử tồi tệ với cô một chút, có lẽ, bi thương của cô sẽ ít đi. Ngoài cửa, cầu chí dương nghiêng người dựa trên vách tường yên lặng chờ bọn họ đi ra, lãnh ngạn ôm duy nhất vội vã đi qua anh, cũng không gọi anh một câu cửa thang máy mở ra nhưng lại chạm mặt cầu phỉ nhi cầu phỉ nhi trơ mắt nhìn lãnh ngạn ôm duy nhất vào trong thang máy trong mắt lóe lên vẻ ghen ghét cô ta đi nhanh đến bên cạnh cầu chí dương oán trách anh anh cũng quá vô dụng nhìn người phụ nữ mình thích bị người khác đoạt đi chút phản ứng cũng không có cầu chí dương cười khổ một tiếng yêu một người chính là muốn để cho cô ấy hạnh phúc nếu cô ấy ở chung một chỗ với lãnh ngạn là hạnh phúc, vậy hãy quên ác ma là anh đi. Nhu nhược. Nhìn mặt mũi anh đầy vết máu. Cậu Phỉ Nhi kinh thường hừ một tiếng, em không ngốc như anh, em thích cái gì nhất định phải tranh thủ tới tay. Đều tại anh. Sớm bảo anh giới thiệu em với lãnh ngạn, anh không chịu, giờ thì hay rồi. Để cho người khác chiếm tiện nghi, anh em chúng ta đều thua thiệt. Cầu Chí Dương cảnh giác nhìn em gái, Phỉ Nhi, em đừng làm loạn." Cầu Phỉ Nhi trừng mắt liếc nhìn, tiến vào phòng làm việc của anh, "Anh, em không có tiền xài, tới tìm anh để kiếm tiền tiêu đấy." Cầu Chí Dương lắc đầu, ký chi phiếu cho cô, đến bây giờ anh vẫn không có cách nào với cô em gái này, đầu rất đau, sớm biết thế sẽ không nói cho cô biết anh định giới thiệu lãnh ngạn cho cô. Bệnh viện. Lãnh Ngạn lo lắng ở phòng ngoài chờ kết quả kiểm tra, ngay lúc đó Bác sĩ tư của nhà họ Lãnh cũng nhận được điện thoại của anh sau đó vội vàng chạy đến. "Thiếu gia, tôi tới đây, tình huống thiếu phu nhân thế nào?" Bác sĩ Lục là một bác sĩ có thâm niên, làm bác sĩ tư ở nhà họ Lãnh nhiều năm, giao tình với Lãnh Ngạn không cạn, năm đó mẹ Lãnh Ngạn sinh bệnh, cũng do ông tự mình chịu trách nhiệm điều trị. Lãnh Ngạn đưa tay ấn huyệt Thái Dương, mệt mỏi không chịu nổi, không biết đang kiểm tra ở bên trong. Bác sĩ Lục vỗ bờ vai anh, không có việc gì vấn đề nhỏ mà thôi lãnh ngạn khẽ gật đầu anh lo lắng không phải cái này mà là giải thích sao cho duy nhất cửa phòng mở ra bác sĩ đi ra từ bên trong lãnh ngạn vội vàng đứng lên nên đón bác sĩ xin hỏi vợ tôi thế nào chúc mừng anh cô ấy mang thai bác sĩ cười nhàn nhạt chỉ có điều về sau phải chú ý không được uống rượu mạnh như vậy tốt nhất không nên uống rượu cái gì anh nói cái gì? Lãnh ngạn mừng như điên, không tin tưởng vào lỗ tai mình. Bác sĩ Lục cũng cười, chúc mừng thiếu gia, rốt cuộc được làm cha. Lãnh ngạn hưng phấn chạy vọt vào phòng, duy nhất đang chuẩn bị ra ngoài, anh kêu to một tiếng, duy nhất, cẩn thận, đừng cử động. Duy nhất không biết xảy ra chuyện gì, ngây ngốc đứng đó, lãnh ngạn cẩn thận bế cô lên, bảo bối, cẩn thận chút, đừng ngã. Sắp làm mẹ. Duy nhất lại lạnh lùng, không có phản ứng, mặc cho anh ôm lên xe, về nhà. Trở lại nhà họ Lãnh, Lãnh ngạn nhẹ nhàng đặt cô lên ghế sofa, sau đó kêu to gọi nhỏ trong nhà, dặn dò người dưới làm nhiều đồ ăn dinh dưỡng cho thiếu phu nhân, lại gọi điện thoại cho Doãn Tiêu Trác, trong giọng nói đều là tự hào, "Tiêu, duy nhất nhà tớ phải từ chức, đúng rồi, cô ấy mang thai." Duy nhất nghe thấy hét ầm lên, "Tôi không từ chức." Lãnh ngạn hơi ngẩn ra, nói vào điện thoại di động, lần sau bàn, tạm thời thông thả, xin nghỉ mấy ngày. Không biết Doãn Tiêu Trác nói cái gì trong điện thoại, lãnh ngạn chợt cười. Cười đến rực rỡ, nhưng khi nụ cười này đối diện với duy nhất thì động lại. Anh để điện thoại di động xuống, ngồi bên cạnh cô, duy nhất, anh hy vọng em nghỉ việc, yên tâm ở nhà dưỡng thai, không phải anh không nuôi nổi em. Duy nhất lắc đầu, anh nói không sai, bây giờ anh có thể nuôi tôi, Chờ sau khi tôi sinh đứa bé ít nhất còn có thể được 10 triệu, nhưng tôi không thể ngồi ăn không, tôi rất vất vả mới tìm được công việc ở tập đoàn Doãn thị, nếu mất vậy nửa đời sau của tôi dựa vào gì để sống. Lãnh ngạn nhíu mày, em có ý gì? Nửa đời sau anh sẽ không để em thua thiệt, chỉ cần anh còn ở đây, cũng sẽ không thiếu cơm của em, muốn công việc có thể đi công ty, nói nghiêm trọng vậy làm gì? Duy nhất cười khổ một tiếng, chẳng lẽ muốn cả đời tôi nương nhờ nhà họ lãnh? Cái gì gọi là nương nhờ nhà họ lãnh? Em là bà xã của anh, là nữ chủ nhân của nhà họ lãnh. Lãnh ngạn nghe cô nói vậy rất không vui, nghiêm túc uống nắng. Tôi không phải. Mắt duy nhất nhìn ngoài cửa sổ, tầm mắt kéo dài thật dài, tôi chỉ là người để dùng, máy sinh con của anh. Mắt lãnh ngạn bị đâm nghiêm trọng, tiếp theo gào to, anh không cho phép em nói vậy duy nhất ngửa mặt lên nhìn thẳng vào anh cho dù tôi không nói đây vẫn là sự thật giấy trắng mực đen cho nên lãnh tiên sinh chúc mừng cũng xin chúc mừng tôi mấy tháng nữa rốt cuộc chúng ta có thể giải thoát lẫn nhau tôi rất mong đợi lãnh ngạn đè tráng cố gắng để mình bình tĩnh lại sau đó giơ tay đầu hàng được được duy nhất chúng ta không tranh cãi nữa được không anh biết em đang tức giận đang tức giận vì chuyện ngày hôm qua anh nói gì em cũng sẽ không tin tưởng như vậy đi ngày mai anh hẹn khách hàng đó ra chúng ta ăn chung bữa cơm nói sự thật được chưa đúng lúc này điện thoại di động của anh vang lên anh cầm điện thoại lên liếc nhìn sắc mặt duy nhất vốn định qua phòng khác nghe điện thoại suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không tránh duy nhất duy nhất không biết ai gọi điện thoại tới chỉ thấy vẻ mặt anh hơi khác thường hôm nay tôi không có thời gian duy nhất mang thai là thật đúng tôi sẽ ở cùng cô ấy nhiều hơn tôi biết rõ yên tâm đi duy nhất nhìn ánh mắt phức tạp của anh khi gọi điện thoại thật sự không hiểu chuyện cô mang thai là chuyện tốt hay là cô vuốt ve bụng vẫn còn bằng phẳng vì khả năng sinh mạng trong bụng giống lãnh ngạn như đúc trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang ngày hôm sau quả nhiên lãnh ngạn hẹn vị khách nữ kia đi ăn cơm ra sức mời duy nhất đi thì duy nhất không chịu đi gặp mặt như vậy có ý nghĩa gì nếu anh có lòng che giấu hoàn toàn có thể để cho người khác phối hợp với anh diễn một màn kịch chân tướng sự thật nếu anh không muốn nói vĩnh viễn chỉ có anh biết thôi lãnh ngạn thấy cô như vậy gọi điện thoại báo hủy cuộc hẹn tạ lỗi đối phương lần nữa nhưng trong mắt duy nhất lại giống như đang diễn trò giả dối khiến trái tim cô băng giá biểu hiện của lãnh ngạn vô cùng tốt tự mình xuống bếp làm món cô thích ăn đỡ cô đi từ từ tới bàn ăn, khuôn mặt tươi cười nhìn cô, bảo bối, không phải em nói đồ ăn anh làm ngon hơn đầu bếp sao? Bắt đầu từ hôm nay anh làm mỗi ngày cho em. Để cho bé cưng của chúng ta quen với tay nghề nấu ăn của cha. Đũa trong tay duy nhất trung lên, lần đầu tiên cảm thấy từ bảo bối thật chói tai, cô không nói lời nào, chỉ chăm chú bới cơm. Ăn từ từ. Lãnh ngạn dịu dàng nhìn cô, không ngừng gấp thức ăn vào trong chén cho cô lần này duy nhất lại cảm thấy đồ ăn anh làm không có gì khác thì ra không quan trọng thức ăn ngon hay không quan trọng là ăn cùng ai lấy tâm trạng gì để ăn ăn xong duy nhất chuẩn bị lên tầng trên lãnh ngạn giữ cô lại đi dạo có lợi cho bé cưng anh đi với em cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng đi dạo với cô xem ra tác dụng của cục cưng là vô cùng đi dạo cũng không cần đi nơi khác vườn hoa lớn nhà họ lãnh đã đủ cho bọn họ đi lúc ra cửa lãnh ngạn cầm tay cô cô định rút ra nhưng lại bị anh cầm chặt hơn đánh phải thôi trời chiều kéo bóng hai người trên mặt đất dài thật dài lãnh ngạn nắm chặt tay cô xúc động duy nhất anh sẽ cầm tay em cả đời không buông một cảm giác khó nói nên lời di động trong lòng ê ẩm giống như tính cách của cô hơi tươi đẹp lại hơi đau buồn có lúc cô tin tưởng anh yêu cô nhưng cô lại không nhìn thấu anh Vĩnh viễn không đoán được anh đang nghĩ gì, tiếp theo làm cái gì. Nếu cô không quan tâm anh, cô sẽ không đi đoán, cũng sẽ không mệt mỏi. Nhưng cô quan tâm anh như thế, sao lại có thể rộng lượng mà không đếm xỉa đến hành động của anh? Cả vườn tuy líp đã điêu tàn, giống như hương thơm trên bệ cửa sổ phòng cô không còn nữa. Nhớ có một lần nhìn thấy con mèo đen trong sân, nhưng bây giờ đúng là đã lâu không thấy, không biết đi đâu. Con mèo kia đâu? hai người đều không nói chuyện không khí hơi ngượng ngùng cô không có việc gì lơ đãng hỏi một câu đó là mèo quản gia nuôi đi theo má tằng về quê hình như anh không thích nói đến chuyện này nhanh chóng chuyển hướng cuộc đàm thoại bảo bối trước ba tháng đi dạo một chút là có thể tuyệt đối không được vận động mạnh kể cả đi đường cũng phải cẩn thận đi đâu tốt nhất gọi anh đi cùng em duy nhất nghe nhưng không trả lời anh quan tâm bé cưng vượt qua tưởng tượng của cô nếu như không xảy ra chuyện hôm đó cô sẽ cảm thấy rất hạnh phúc rốt cuộc cô hiểu rõ có một số việc không biết thì tốt hơn buổi tối lãnh ngạn bật chút âm nhạc êm dịu nói là dưỡng thai duy nhất rất muốn châm chọc một câu kinh nghiệm của anh thật phong phú lời đến miệng nhớ tới đây là chuyện giữa anh và đình nhi nói sẽ tổn thương anh nên không đành lòng không khỏi cảm thán mình nói không cần quan tâm anh cuối cùng vẫn đau lòng anh chỉ tự trách mình mềm lòng trước lúc ngủ anh bưng ly sữa bò vào duy nhất vốn không thích uống sữa tươi hiện giờ phản ứng có thai lợi hại ngửi thấy mùi sữa tươi lập tức buồn nôn anh lại dịu dàng khuyên cô uống duy nhất đột nhiên không kiên nhẫn đưa tay gạt ly sữa nổi giận nói không uống sẽ không uống lãnh ngạn bưng không vững cái ly rơi xuống đất sữa tươi bắn thấp lên người anh hơi sững sờ đứng lên yên lặng ra khỏi phòng duy nhất nhìn bóng lưng tịch mịch của anh trong lòng đau xót định dùng chăn che kín đầu nằm xuống ngủ sau một lát anh đổi quần áo trở lại chui vào trong chăn của cô hai cánh tay ôm chặt cô duy nhất theo bản năng định đẩy anh ra bảo bối anh mệt quá để cho anh ôm chút anh chỉ muốn ôm em ngủ một giấc thật ngon anh gối đầu trên vai cô nhỏ giọng nỉ non duy nhất chợt nhớ tới anh đã một ngày một đêm không ngủ không khỏi sinh ra thương yêu anh nhưng nghĩ tới nguyên nhân tối hôm qua anh không ngủ trong lòng lại chua xót vô cùng con người luôn mâu thuẫn như vậy cô bị anh ôm chặt trong ngực không biết nên làm sao đây chỉ cảm thấy hơi thở của anh khiến cô hít thở không thông khiến cho cô có kích động muốn khóc cứ ngủ một đêm như vậy khi duy nhất tỉnh lại vẫn tư thế cũ cả đêm cô đều lo lắng nếu như mình cử động một cái sẽ đánh thức anh anh thật sự quá mệt mỏi Đồng thời cô phát hiện mình yêu anh như thế. Càng khiến Duy Nhất ngạc nhiên, sau khi Lãnh Ngạn rời giường vào thẳng bếp, thấy cô còn chưa dậy, lại có thể bưng bữa sáng vào phòng ngủ, vẫn có một ly sữa tươi như cũ, Duy Nhất nhìn không khỏi cau mày. Anh để xuống rồi đi công ty đi, tôi còn chưa đánh răng, đợi lát nữa tự tôi uống. Cô định đổ sạch ly sữa tươi. Lãnh Ngạn giống như biết suy nghĩ của cô. Dụ dỗ cô, ngoan nhất định phải uống. Hôm nay anh không đi công ty, chỉ theo em, bảo bối, về sau anh sẽ cùng với em, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện buổi tối không về nhà nữa. Uống sữa tươi được không? Uống có thưởng. Sự kiên nhẫn của anh khiến Duy Nhất chắc lưỡi hít hà, xem ra không tránh khỏi, chỉ đành buồn buồn hỏi một câu, thưởng cái gì? Anh giống như làm ảo thuật lấy ra một bọc ô mai, nói như dỗ con nít, uống xong ăn một trái sẽ không ói nữa ô oh mai duy nhất kết ăn nhất chính là ô oh mai lãnh tiên sinh cám ơn không biết người phụ nữ nào thích ăn ô oh mai đáng tiếc không phải tôi cám ơn anh anh thật hiểu tôi cô giận dỗi bưng ly sữa tươi lên uống một hơi cạn sạch lập tức có phản ứng cảm giác buồn nôn như dời núi lấp biển đến khiến cho ngay cả thời gian đi vào phòng vệ sinh cũng không có lập tức phun ra ngoài phun toàn bộ lên đầu lên mặt, còn có trước ngực lãnh ngạn. Duy nhất hơi thẹn thùng, lãnh ngạn cười không sao cả, nhóc con này nhất định rất nghịch ngợm, nhỏ như vậy đã gây sự. Nói xong cởi áo sơ mi bị dơ, tới phòng tắm gội đầu rửa mặt. Duy nhất nghe tiếng nước chảy ào ào bên trong, lòng chua xót khó hiểu. Đi vào phòng tắm, yên lặng đánh răng rửa mặt, ấm áp của lãnh ngạn tỏa ra trong phòng tắm, cô hơi lưu luyến hơi thở của anh, vội vàng rửa mặt xong rồi đi ra ngoài. Cổ tay bị siết chặt, là anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, duy nhất, anh yêu em, anh biết giải thích thế nào em cũng không tin, không đề cập chuyện quá khứ nữa được không? Cho anh một cơ hội. Cho anh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em, lúc em không cười, anh càng khó chịu hơn em. Ngực trần của anh còn động nước, tóc ướt sũng nhỏ nước, rơi vào trong cổ duy nhất, lành lạnh, chảy đến ngực. Mặt duy nhất dán sát lên da bóng loáng của anh, lệ nóng hòa trộn với nước trên ngực anh, anh nâng mặt cô lên, khẽ hôn mắt cô, duy nhất, anh biết rõ em yêu anh, anh không phụ em, trước kia làm không tốt, cũng chưa hiểu rõ em, về sau anh sẽ cố gắng, còn có thời gian cả đời, anh nhất định có thể làm một ông xã xuất sắc. Duy nhất ngửa mặt lên, lông mi còn nhỏ nước, tôi có thể tin tưởng anh sao cô thật sự không hiểu anh người đàn ông trước mắt này giống như điều bí ẩn cô cảm giác anh có rất nhiều chuyện giấu cô có thể lãnh ngạn kiên định gật đầu cho dù xảy ra chuyện gì phải nhớ anh yêu em em là người yêu duy nhất của anh duy nhất nhìn ánh mắt anh sáng lấp lánh bên trong là chân thành sao đúng không chí ít cô yêu anh bởi vì yêu anh có lẽ có thể tin tưởng anh thêm một lần. Lãnh Ngạn, em cảm nhận thấy em không nhìn thấu anh, thật sự không an tâm với anh." Duy Nhất nói ra lo lắng của mình. Lãnh Ngạn hôn lên trán cô, "Duy Nhất, có một số việc anh không nói cho em, bởi vì không muốn làm em lo lắng, anh chỉ muốn nói cho em biết. Trời có sập xuống cũng có anh đỡ lấy, em chỉ cần thanh thản ổn định làm bảo bối của anh là được." Duy Nhất lắc đầu một cái, "Em không muốn như vậy." em là bà xã của anh em muốn chia sẻ với anh tất cả vui vẻ của anh áp lực của anh còn có đau buồn của anh em cảm thấy đây mới là yêu anh hiểu rõ anh hiểu rõ duy nhất là người phụ nữ quan tâm anh nhất thế giới về sau nếu có việc gì anh sẽ thương lượng với em lãnh nạn gật đầu một cái sau đó bóp mũi cô bây giờ mây tan trăng sáng rồi sao không tức giận sao lại không tức giận duy nhất nhìn anh chầm chầm, sắc mặt đã chuyển hồng. Vẻ thẹn thùng nổi lên hai gò má. Lãnh ngạn cười một tiếng, tốt. Vậy anh lập công chuột tôi, hôm nay đưa bà xã đi dạo phố. Đi dạo phố. Anh lại có thể muốn đi dạo phố. Duy nhất mở rộng tầm mắt, người cùng công việc không đi làm đã là chuyện thái quá rồi, còn đi dạo phố với cô. Không sợ bị bắt cóc. Không sợ ách tắc giao thông. Đúng vậy chúng ta đi mua chút quà tặng cho cục cưng. Tay anh dịu dàng vuốt ve bụng cô. Duy nhất cảm thấy buồn cười, bây giờ đã mua đồ. Quá sớm rồi. Lại nói, không phải anh thích đặt hàng sao. Cần gì phải tự mình đi dạo phố mua, chẳng lẽ đi dạo phố thành nghiện. Duy nhất nhớ tới cảnh ngày đó ở cầu thế. Sắc mặt lãnh ngạn trầm xuống, há mồm cắn mũi cô, còn nói anh sẽ dùng sức cắn duy nhất vì cười một tiếng anh không sợ em còn chưa rửa mặt em tắm rồi chỉ có điều coi như chưa rửa anh cũng không sợ anh lại có thể đưa lưỡi liếm da mặt cô duy nhất chỉ cảm thấy từng cơn tê ngứa đẩy anh ra đừng làm rộn muốn di dạo phố thì đi sớm chút đợi lát nữa sẽ nóng lúc ra cửa lãnh ngạn đeo cặp kính mắt lớn chọc cho duy nhất cười to giống con cóc thật sao con cóc anh đây ăn thịt thiên nga là em rồi. Lãnh Ngạn ôm cô đặt vào trong xe, không đặt ở ghế trước mà để cho cô ngồi ghế sau. Lý do ngồi ghế sau an toàn hơn ghế trước, có đứa bé mọi chuyện phải cẩn thận. Duy nhất không vui mừng, sao lại cảm thấy anh thương bé cưng nhiều hơn một chút. Lãnh Ngạn quay đầu cười một tiếng, điều này cũng ghen. Chỉ có điều, anh thích dáng vẻ ăn dấm của em. Ai thích ăn dấm? duy nhất nhìn phía ngoài cửa xe không che giấu được nụ cười trên khóe môi thật ra cuộc sống như thế rất tốt đẹp nếu như có thể tiếp tục như vậy nhưng mà cuộc sống luôn có quá nhiều nhưng mà lãnh ngạn lái thẳng xe đến cửa hàng chuyên bán đồ dùng trẻ sơ sinh dắt tay duy nhất đi vào cửa hàng tràn đầy đồ thú vị lần đầu tiên để ý đến những trang phục nhỏ bé này duy nhất cảm thấy chúng thật dễ thương sờ đông sờ tây mỗi một món đều không để xuống được lãnh ngạn đẩy xe mua hàng lớn, bỏ những món đồ nàng đụng tới vào trong xe. Duy nhất tặc lưỡi hít hà, mua nhiều như vậy sao? Hơn nửa đồ nam đồ nữ đều mua. Anh biết là thai long phượng. Lãnh ngạn dính vào bên tai cô nói nhỏ, chồng em dũng mãnh như vậy, sinh thai long phượng không thành vấn đề. Duy nhất mắt cỡ đỏ bừng mặt, nhìn chung quanh, bấu mạnh lên cánh tay anh. Bỗng nhiên có người phát hiện ra bọn họ, kêu to, nhìn xem đó không phải là bà xã của lãnh ngạn sao thật ra thì đã sớm có một đám chó săn đi theo bọn họ lúc này đồng loạt xông lên xin hỏi vì sao lãnh tiên sinh và phu nhân xuất hiện ở cửa hàng bán đồ trẻ em có phải phu nhân có tin vui không lãnh ngạn lo lắng đám người sẽ chen lấn đến chỗ duy nhất ông chặt cô mỉm cười trả lời không có chỉ có tính toán vậy cho nên mới đi dạo một vòng cảm nhận chút không khí hóa ra là như vậy Lãnh tiên sinh muốn thai thứ nhất là con trai hay con gái? Phóng viên lại hỏi. Điều này sao, thuận theo tự nhiên, tôi đều thích. Xin lỗi, nhường một chút. Chúng tôi không còn thời gian. Lãnh ngạn che chở duy nhất đi xuyên qua đám người. Vốn nói định tới mua đồ kết quả một món cũng không mua được tới tay. Trên xe, lãnh ngạn ấy nấy cười cười, duy nhất thở dài, thôi. Ai bảo em gả cho ông xã bắt mắt như vậy? gã cho gà theo gà gã cho cốc sẽ theo cốc thôi lãnh nạn cười to vẫn nên về nhà kéo con cốc ngồi đáy giếng nhìn trời thôi ngồi đáy giếng nhìn trời duy nhất không ngờ sẽ là tình hình cuộc sống tốt đẹp nếu thế giới của anh là một cái giếng vậy sau này duy nhất nghỉ ngơi trong miệng giếng hưởng thụ ân huệ ánh mặt trời lúc nào cũng cảm nhận quan tâm và thương yêu của anh thời gian đột nhiên tuyệt vời đến mức làm người khác khó có thể tin bọn họ bị phỏng vấn ở tiệm đồ trẻ em đã bị thổi phồng lên tin tức lãnh phu nhân có thai lập tức đồn đại ra duy nhất ném tờ báo xuống trách cứ anh đều tại anh đi dạo phố cái gì chứ lãnh ngạn thờ ơ cười cười cái này thì có gì toàn thế giới biết mới phải đấy chỉ có điều về sau không nên tùy tiện ra ngoài không an toàn buồn bực ngay cả chút tự do này cũng không có thật không biết gả cho nhà giàu nhất có gì tốt duy nhất cao mày oán trách lãnh ngạn nằm trên ghế salon đầu gối lên bắp đùi cô tay di chuyển trên bụng cô nghe lời mấy tháng là tốt rồi chờ bé cưng sinh ra em có thể đi chơi khắp nơi chúng ta mang theo con đi du lịch em định đi đâu duy nhất suy nghĩ một cút thật ra em chưa từng nghĩ tới sẽ đi du lịch ở đâu du lịch là chuyện xa xỉ đối với em trước kia nguyện vọng lớn nhất của em chính là kiếm nhiều tiền một chút để mẹ không còn khổ cực như vậy nữa lãnh ngạn nghe xong đứng dậy ôm cô vào ngực chưa từng nghĩ thì không cần nghĩ nữa để anh nghĩ cuộc sống sau này anh sẽ thay em và con nghĩ kỹ không hề khổ cực nữa không hề lưu lạc nữa duy nhất như vậy khiến cho anh đau lòng duy nhất ôm chặt eo anh vô cùng lưu luyến bả vai rộng rãi như núi của anh giờ phút này thế giới yên tĩnh chỉ có điều, tiếng chuông điện thoại di động không thức thời vang lên trong lúc ấm áp nhất. Cơ thể lãnh ngạn hơi run, nhưng vẫn ôm duy nhất, không định đi nghe điện thoại, giờ phút yên bình này, anh không muốn phá vỡ. Nghe điện thoại đi. Duy nhất rời khỏi ngực anh. Anh hơi ấy nấy, biết nhìn tên người gọi đến, đi sang bên cạnh, sau khi nói mấy câu, anh vội vã trở lại bên cạnh duy nhất, bảo bối, anh có việc phải đi ra ngoài. Ở nhà ngoan một chút. Duy nhất rất muốn hỏi anh có chuyện gì, thế nhưng anh lại hôn lên trán cô như chuồn chuồn lướt nước, cầm áo khoác lên vừa mặc vừa đi ra ngoài, không để cho Duy nhất có thời gian hỏi thăm. Duy nhất đuổi theo, nhìn xe của anh biến mất sau cửa sắt. Trong lòng hiện lên dự cảm chẳng lành, mỗi lần anh rời khỏi như vậy cũng có nghĩa cả đêm không về. Sự thật lại một lần nữa chứng minh dự cảm của cô. Cả tối nay, Lãnh Ngạn lại chưa về nhà. Cô nhớ tới một câu đàn ông đáng tin, heo mẹ cũng leo cây. Cô không tin lãnh ngạn không phải là người đàn ông đáng tin cậy, nhưng lần lượt thề, lần lượt làm trái với lời thề, sao cô có thể tin tưởng anh? Ngồi chờ trong nhà, từ khi mặt trời lặn đến trăng tàn, lại trơ mắt nhìn mặt trời xuất hiện từ trên đường chân trời, duy nhất vẫn ngồi trong phòng khách, không ngủ được, cũng không muốn đi ngủ. Cô từng nói, chỉ cần anh không về nhà, thì cô sẽ chờ cho đến khi anh về khi dì lưu nấu cơm trưa xong mời cô đi ăn cô không kiềm chế được nữa gọi điện thoại đến công ty lãnh ngạn thậm chí cô không gọi điện thoại vào số của anh không muốn nghe anh bịa đặt hết lần này đến lần khác nghe điện thoại chính là thư ký của anh hỏi rất chuyên nghiệp đây là công ty kỳ thịnh xin chào ngài xin chào tôi là lãnh thái lãnh tiên sinh vừa ra cửa điện thoại di động của ngài ấy quên ở nhà tôi đưa cho lái xe mang đi khi nào ngài ấy đến công ty nói cho ngài ấy biết một tiếng. thật ra duy nhất kết luận lãnh ngạn không ở công ty. nói như vậy để xác nhận hay thiếu tự tin. được. nếu ngài ấy đến công ty, tôi sẽ chuyển cho. thư ký lễ phép trả lời. tay cầm điện thoại của duy nhất không tự giác buông lỏng, điện thoại rơi xuống. anh quả nhiên không ở công ty. một ngày một đêm, anh sẽ đi đâu? Bất kỳ một người phụ nữ nào cũng sẽ hiểu lầm. Vừa đúng lúc điện thoại di động của duy nhất vang lên, cô giật mình, vội vàng lấy điện thoại di động trong túi sách ra, nhưng điện thoại lại của Doãn tự nhiên gọi đến, trong lòng thất vọng khó hiểu, cô đang đợi điện thoại của ai? Lãnh ngạn sao? Đi ra ngoài một ngày một đêm. Điện thoại cũng không gọi về một lần, đây là ông xã xuất sắc theo lời anh. Điện thoại trong tay vẫn đang rung lên, duy nhất mở ra nghe duy nhất sao lâu thế mới nghe điện thoại doãn tự nhiên mở miệng oán trách à không nghe thấy duy nhất che giấu là như vậy bây giờ em có rảnh không hợp đồng nhà của em cần người ký tên có thể tới công ty không doãn tự nhiên hỏi duy nhất hơi do dự sau đó đáp được em lập tức tới cô nghĩ tới cảnh cáo của lãnh ngạn không nên tùy tiện đi ra ngoài nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy đi một chuyến tới tập đoàn Doãn thị sẽ không có chuyện, lại nói mấy ngày rồi không gặp Doãn Tử Nhiên cùng Mỹ Mỹ. Cô cũng muốn đi xem, cả ngày buồn bực ở nhà, sắp nổi mốt rồi. Lái xe tiểu thôi đưa cô đến tầng trệt tập đoàn Doãn thị, duy nhất kêu cậu ta đi về, đi lên không biết định tán gẫu với Mỹ Mỹ bao lâu, sợ cậu ta đợi lâu, lúc trở về để Doãn Tử Nhiên đưa cô về là được. Sau khi xuống xe, Duy nhất đột nhiên phát hiện cửa tiệm đồ trẻ em kia ở ngay bên cạnh tập đoàn Doãn Thị, vẫn nhớ có vài món đồ tốt cô đặc biệt thích, vì vậy đi bộ qua, chuẩn bị mua rồi sang chỗ Doãn tự nhiên ký tên. Khi cô đi tới cửa tiệm thì đột nhiên trong đám người có một người chạy ra, cướp lấy túi sách của cô rồi bỏ chạy. Đồng thời, lực va đập khổng lồ đụng duy nhất té ngã trên đất. Bởi vì cô đang đứng trên bậc thang, lúc ngã xuống theo quán tính khiến cô lăn xuống. Cứu mạng! Cướp. Sau khi duy nhất kêu những lời này, chỉ cảm thấy bụng đau khó chịu. Cô che bụng cuộn mình lại, hy vọng có thể hóa giải đau đớn, nhưng khi cô cảm giác có chất lỏng chảy dọc theo bắp đùi xuống thì đau đớn trong lòng càng tăng lên mà mãnh liệt hơn đau bụng. Trong đầu cô chỉ còn lại hai chữ, đứa bé. Khoảnh khắc, cô hy vọng biết chừng nào lãnh ngạn ở bên cạnh cô. Cô định gọi điện thoại cho lãnh ngạn nói cho anh biết, muốn anh tới cứu cô cứu đứa bé của bọn họ, nhưng điện thoại di động ở trong túi sách, bị lưu manh cướp đi. Cô bất lực khóc với đám người chung quanh, cứu tôi, đứa bé của tôi. Duy nhất, em làm sao vậy? Một cánh tay có lực bế cô lên, giọng nói hết sức lo lắng. Duy nhất quay đầu, thấy là dịch hàng, giống như thấy cây cỏ cứu mạng, túng lấy vạt áo anh, đau đến đổ mồ hôi hộp, dịch hàng, nhanh, cứu em. Đứa bé của em đau quá. Mặt dịch hàng lập tức biến sắc, ông cô bước nhanh lên xe. Trên quần trắng như tuyết của Duy Nhất đã loang lỗ vết máu, dịch hàng cũng không quan tâm nhiều như vậy, đặt cô lên ghế. Xe chạy như gió bay điện giật tới bệnh viện. Khi Duy Nhất tỉnh táo lại từ trong hôn mê, canh giữ bên cạnh cô là dịch hàng. Cô không biết có phải trùng hợp không, hình như mỗi một lần cô gặp nguy nan, đều là dịch hàng xuất hiện kịp thời bên người cô, mà người luôn miệng nói yêu cô che chở cô, lại không biết ở xó xỉnh nào cùng ai. Nhìn bình nước biển treo trên đầu, cô đột nhiên nhớ đến đứa nhỏ, hí hửng túng lấy tay dịch hàng, đứa nhỏ. Đứa nhỏ thế nào? Dịch hàng khẽ trề môi, giống như không đành lòng nói ra khỏi miệng, vừa đúng lúc bác sĩ đi tới, trách cứ dịch hàng, cậu làm cha cũng quá qua loa. Trên đường bình thường lại có thể để cho cô ấy té ngã, ngã đến không còn đứa con đây là thai đầu, rút kinh nghiệm, về sau phải cẩn thận, theo lệ thường sẽ biến thành thói quen sinh non, đến lúc đó không cách nào sinh con sẽ phiền toái. Còn có, đây là thuốc uống của cô ấy, uống theo hướng dẫn, trong phòng một tháng không thể chung phòng, nhớ kỹ. Trên gương mặt tuấn tú của dịch hàng thoáng hiện vẻ lúng túng, khẽ gật đầu, đã nhớ. Sau này sẽ cẩn thận. Duy nhất hoàn toàn không nghe lọt mấy lời đó, chỉ đắm chìm trong câu nói kia của bác sĩ ngã đến không còn đứa nhỏ đứa bé không còn sao cô cảm thấy trái tim giống như bị vật gì sắc nhọn đào một hố to đứa bé này đến không trong mong đợi của cô nhưng bé lại đến vội vàng hấp tấp dù ít dù nhiều cũng có chút tác dụng điều chỉnh mối quan hệ giữa cô và lãnh ngạn để cho sau khi cô và lãnh ngạn chiến tranh lạnh hưởng thụ hạnh phúc ngắn ngủi chỉ có thể nói lãnh ngạn và cô đều rất mong mỏi đứa nhỏ này thậm chí phát họa hình dáng bé nếu là bé gái sẽ có cặp mắt của cô, cầm của anh, nếu là bé trai sẽ di truyền đường cong của anh, hoặc bác của cô, tên tuyệt đối không đặt lãnh tâm lãnh phế, lãnh ngạn nói anh sẽ lật từ điển tìm một cái tên thích hợp nhất cho con, anh còn nói, đứa bé là kiêu ngạo của anh. Vậy mà, bé con đáng thương này, niềm kiêu ngạo của anh, chỉ ở trong bụng cô vài ngày ngắn ngủn, đã vội vã rời đi, cô đột nhiên cảm thấy, thì ra sinh mạng yếu ớt như vậy. Cô rất muốn khóc, nhưng không có nước mắt cô rất nhớ người kia nhưng lại không biết anh đang ở đâu ấm áp bao quanh bàn tay nhỏ bé của cô lại của một người đàn ông khác duy nhất đừng khổ sở em còn trẻ về sau sẽ có đứa nhỏ khác dịch hàng dịu dàng nói với cô nước mắt tuôn ra từ mắt vốn khô khốc những lời này anh không nên nói phải là người đàn ông kia tới ôm cô nói với cô bảo bối đừng khổ sở chúng ta còn trẻ sẽ có nhiều đứa bé dịch hàng đưa tay cẩn thận lau nước mắt cho cô thậm chí hơi nhát gan chỉ nhẹ nhàng chạm vào lại chạm đau trái tim duy nhất cô nhớ tới ai từng nói nước mắt của cô chỉ có thể chảy trước mặt anh nhưng mà có không nước mắt cũng có thể hẹn trước lúc anh rảnh rỗi mới cho phép chảy xuống dịch hàng đột nhiên đánh đạo đưa tay từ trước ngực vòng ra sau lưng cô ôm lấy cô từ trên giường ôm vào trong ngực cẩn thận tránh kim tim, khẽ vuốt tóc cô an ủi, đừng khóc, không phải duy nhất kiên cường nhất sao. Khóc sưng lên mắt sẽ không đẹp, lãnh ngạn nhìn thấy sẽ không thích. Lãnh ngạn. Tên này làm cô đau đớn thật sâu. Duy nhất lặng lặng dựa vào ngực anh, yên lặng rơi lệ, chấp mũi là hơi thở của người đàn ông khác không giống lãnh ngạn, nếu ngày thường. Cô nhất định không để cho mình đắm chìm trong hơi thở này, nhưng mà, cô thật sự mệt mỏi thân thể lẫn tâm lý đều mệt đến cực điểm chỉ muốn nhắm mắt lại mặc cho nước mắt thấm ướt áo sơ mi của anh duy nhất khẽ thở dài cô bé em quá nhỏ không nên chịu đựng nhiều như vậy thông báo cho lãnh ngạn được không duy nhất lắc đầu cô rất muốn ngủ yên lặng ngủ không cần cãi nhau lãnh ngạn tới nhất định sẽ cãi nhau áo sơ mi của duy nhất có mùi cây oải hương thơm ngát trước kia khi mẹ giặt quần áo thích dùng loại hương này ngửi thấy mà yên lòng giống như được ôm trong ngực mẹ trong chốc lát khóe môi duy nhất lộ ra nụ cười nhàn nhạt chìm vào giấc ngủ khi tỉnh lại bị mùi cháo gà nồng nàn hấp dẫn trong mấy ngày cô có bầu vẫn ăn không vô đồ ăn gì cũng nôn mửa toàn bộ ra trong dạ dày vẫn trống không lúc này ngửi thấy mùi thơm của cháo gà lập tức cảm thấy bụng đói kêu vang cô nhắm mắt hít sau một hơi than thở thơm quá mở mắt ra dịch hàng ấp áp mỉm cười xuất hiện trước mắt cô, con sâu nhỏ bị thèm ăn rồi. Đỡ em dậy uống. Duy nhất mặc kệ anh lót gối đầu, đỡ mình dựa nghiêng vào đầu giường, cảm ơn. Cô nói với từ trong thâm tâm. Cảm ơn cái gì? Không phải chúng ta là bạn bè sao? Dịch hàng cười nói. Đúng. Là bạn bè không sai. Duy nhất nắm tóc, nhưng mà, mỗi khi em bị bệnh đều gặp anh, hại anh lao tâm khổ tứ không nói, lại còn tiền thuốc men cho em, em phải trả tiền thuốc cho anh, cùng với lần trước, số di động của anh là bao nhiêu? Muốn tìm anh đều không tìm được. Nào! Hé miệng! Dịch hàng ngoảnh mặt làm ngơ với lời cô nói, đút một muỗng cháo gà đến bên miệng cô. Vẫn nên để em đi. Duy nhất định nhận lấy chén từ trên tay anh. Dịch hàng không cho phép, em là bệnh nhân, anh bón cho em là phải uống nhanh đi lạnh uống không tốt như vậy rất thẹn thùng tuy nói vậy nhưng duy nhất vẫn há miệng ra cháo gà rất ngon nhưng đây không phải việc dịch hàng nên làm mà là trách nhiệm của người khác uống xong cháo gà dịch hàng dùng khăn giấy lau miệng cho cô như thế nào uống ngon sao uống ngon thật sự rất ngon duy nhất gật đầu tán thưởng do anh làm sao dịch hàng đặt chén lên bàn cười nói anh trông chừng em, sao có thời gian làm? Là nhà hàng băng truyền đưa đến. À, đúng. Duy nhất gãi gãi đầu, sao em lại quên anh mở nhà hàng chứ? Anh vậy nhưng mà có lộc ăn. Muốn ăn cái gì cũng có thể ăn miễn phí. Dịch hàng bị cô chọc cười to, nếu em muốn ăn cái gì, anh cũng có thể để cho em ăn miễn phí. Có thật không? Vậy em không khách khí. Em rất tham ăn cẩn thận bị em ăn đến nghèo ở cùng một chỗ với dịch hàng duy nhất không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm nói chuyện cũng dần cởi mở anh nguyện ý để cho em ăn cả đời dịch hàng yên lặng nhìn duy nhất đột nhiên nói tiếng cười duy nhất lập tức ngừng lại lời của anh có ý gì dịch hàng giống như nhìn thấy duy nhất ngượng nghịu thêm một lời giải thích chúng ta là bạn bè đương nhiên nhà hàng của anh vĩnh viễn mở ra cho em anh thay mặt nhà hàng chính thức mời em ăn cơm chùa duy nhất cười to không dứt cuối cùng tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp ở trong bệnh viện ba ngày dịch hàng hết sức chăm sóc cô biến đổi da dạng đồ bổ sau sinh non cho duy nhất duy nhất ngạc nhiên phát hiện dịch hàng hiểu rõ ràng khẩu vị của cô mà sở thích cô và dịch hàng lại có nhiều chỗ tương đồng như thế dịch hàng cũng không quan tâm chỉ thản nhiên nói một câu tâm hữu linh tê nhất điểm thông tâm hữu linh tê nhất điểm thông, cụm từ này xuất phát từ trong bài thơ vô đề của Lý Thương ẩn đời đường. Thường dùng để ví với tình yêu nam nữ tâm đầu ý hợp. Hiện đại cũng có thể dùng để chỉ việc hai người có thể ngầm hiểu ý của nhau. Đại khái như đi quốc trong bụng. Ngày thứ ba, cửa phòng bệnh bị gõ vang cốc cốc, vội vã mà có lực, duy nhất cho là giống như lần trước, lãnh ngạn tìm tới, ai ngờ mở cửa ra, đứng ngoài cửa là hai cảnh sát xin hỏi cô là nhiễm duy nhất sao cảnh sát chào cung kính đưa chứng nhận cảnh sát ra rồi hỏi duy nhất không biết xảy ra chuyện gì gật gật đầu đúng là tôi là như vậy cảnh sát giải thích ngày hôm qua lãnh nạn tiên sinh báo án nói cô mất tích cho nên chúng tôi tìm kiếm khắp nơi rốt cuộc tìm thấy cô ở đây chúng tôi đã hỏi bác sĩ hôm nay có thể xuất viện mời đi theo chúng tôi tôi không phạm pháp tại sao muốn đi với các anh nghe tên lãnh ngạn cô chỉ muốn trốn tránh xin lỗi đây là nhiệm vụ của chúng tôi chúng tôi phải hoàn thành nếu không muốn bị khấu trừ tiền già trẻ một nhà đều dựa vào đây để có cơm ăn đó thái độ cảnh sát ôn hòa mà kiên định nếu tôi không đi có phải muốn bắt tôi đi duy nhất tức giận không phải nhưng mà chúng tôi sẽ báo cáo lại cho lãnh ngạn tiên sinh đã tìm được người hoàn thành nhiệm vụ cảnh sát nói duy nhất nhìn dịch hàng dịch hàng gật đầu khích lệ đi đi sớm muộn cũng phải đối mặt với ngày này nếu như nếu quả thật không được thì tới nhà hàng của anh ăn cơm chùa đi duy nhất ngẩn ngơ lời dịch hàng nói luôn có rất nhiều ý khác chẳng lẽ anh thích mình hình như vậy nếu không tại sao đối xử tốt với cô như thế nhưng mà cô là phụ nữ đã có chồng dịch hàng bỗng nhiên đưa tay vuốt tóc cô đừng ngây người mau đi đi à duy nhất cúi đầu đáp một tiếng nghĩ đến phải đi đối mặt với lãnh ngạn tâm tình lại phức tạp một nửa là oán hận anh một nửa còn lại là sợ anh coi trọng đứa nhỏ này như vậy anh sẽ tha thứ cho cô đã không cẩn thận mà sinh non sao trong lòng vô cùng thấp thỏm đi tới cửa cô lại nghĩ ra cái gì quay đầu lại dịch hàng anh còn chưa cho em biết số di động của anh em muốn trả tiền thuốc cho anh dịch hàng cười cười đừng ngốc vậy chỉ có điều anh không muốn trả tiền thuốc cho em nữa cho nên em phải thật tốt đừng ngã bệnh đừng xảy ra sự cố duy nhất chỉ có thể cười ngây ngô để đáp lại dịch hàng lại nói về số điện thoại di động cũng không cần nói cho em biết đâu điện thoại di động của em đã mất yên tâm khi em nhớ tới anh thì anh nhất định sẽ xuất hiện trước mặt em giống như mấy lần này. Duy nhất cao mũi, cô quả thật không nghĩ ra vì sao dịch hàng có thể xuất hiện chính xác đúng lúc. Lãnh phu nhân, bây giờ có thể đi sao? Cảnh sát nho nhã lễ độ thúc giục. Duy nhất không thể làm gì khác hơn là lên xe theo bọn họ. Khiến duy nhất kinh ngạc hơn chính là cảnh sát không đưa cô đến nhà họ lãnh, mà đến nơi gọi là khu nhà nhỏ màu trắng mặt hướng ra biển, xuân về hoa nở. Liên lạc qua điện thoại. Lãnh Ngạn biết đã tìm được duy nhất, cho nên từ xa xa, duy nhất đã nhìn thấy anh đứng chờ ngoài cửa. Khi xe cảnh sát chậm rãi dừng trước mặt Lãnh Ngạn thì duy nhất bỗng nhiên không dám xuống xe, cô không biết là không dám đối mặt hay không mong đối diện với Lãnh Ngạn, hoặc cả hai đều có. Xuống. Anh mở cửa xe, ấm áp mà mệt mỏi. Duy nhất rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Hình như giữa hai chân mày đều là mệt mỏi nồng đậm mà trong giọng nói yếu ớt mềm mại như có sức hút, dẫn dắt tư duy của duy nhất, khiến cho cô không tự chủ mà xuống xe. Lãnh ngạn chỉ thở dài thật sau, sau đó nói cảm ơn với cảnh sát, ôm lấy cô vào nơi xuân về hoa nở của bọn họ. Sau khi sắp xếp yên ổn cho cô, lãnh ngạn giải thích, duy nhất, anh muốn lắp đặt thiết bị ở nhà cũ trong một khoảng thời gian, chờ sau khi bé cưng sinh ra có thể tới ở phòng mới, cho nên, trong khoảng thời gian này tạm ở nơi này đứa nhỏ trái tim duy nhất lại đau đớn anh còn không biết chuyện đứa nhỏ duy nhất có thể nói cho anh biết hai ngày nay đã đi đâu không anh thật sự quá mức mệt mỏi cuối cùng hết cách rồi anh chỉ có thể báo cảnh sát duy nhất cười lạnh anh còn nhớ rõ chúng tôi còn nhớ rõ đứa nhỏ vậy anh có thể nói cho tôi biết mấy ngày nay anh bỏ mặt mẹ con tôi đêm không về ngủ đã đi đâu đáng tiếc đứa nhỏ vĩnh viễn không biết bé có một người cha như vậy cho đến bây giờ tôi mới hiểu có một số việc sai rồi sẽ không còn đường quay về nữa duy nhất em có ý gì vì sao đứa nhỏ vĩnh viễn không biết có anh là cha lãnh ngạn nghe như tiếng bên ngoài vọng vào bởi vì duy nhất nói không nên lời nhẫn nhịn hồi lâu cuối cùng phun ra mấy chữ đứa nhỏ không còn đau nhức trong ngực bành trướng trong nháy mắt chặn lại làm khàn giọng cô, khóc không thành tiếng. Lãnh ngạn lập tức ngẩng người tại chỗ, rất lâu sau, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng khóc nhỏ nhẹ của duy nhất, hình như tim của anh cũng chia năm sẽ bảy theo tin tức này. Chẳng lẽ trời cao không nghe thấy anh khẩn cầu sao? Nếu như có gian khổ nhất định phải dán xuống người anh, tại sao lại để cho duy nhất chịu khổ? Tại sao muốn dính líu lên đứa bé? Theo thói quen, ngón tay luồn sâu vào mái tóc sợi tóc dây dưa trên ngón tay, khiến da đầu đau từng cơn. Duy nhất nhẹ nhàng đứng lên, lau nước mắt, đi qua trước mặt lãnh ngạn, mang theo chút gió có hơi thở đặc biệt của cô, kinh động lãnh ngạn đang đắm chìm trong đau khổ. Em không nằm nghỉ ngơi cho tốt, đi đâu? Anh ngẩng đầu lên hỏi khẽ. Duy nhất không trả lời, lấy giỏ sách trong tủ quần áo ra, từ từ thu dọn đồ của mình. Cô đột nhiên phát hiện, mình lại không có thứ gì có thể mang đi, thứ thuộc về cô chỉ có con gấu tiểu bố kia còn thất lạc ở nhà cũ rồi cô cười khổ cứ như vậy đi tất cả đều không mang kể từ đó chính là bắt đầu mới tin vuốt ve sợi tóc mai rơi rớt cô đi ra ngoài em đi đâu lãnh ngạn ở phía sau kêu to cô dừng bước lạnh nhạt trả lời đứa bé không còn tôi cũng nên đi cô không quay đầu lại bởi vì sợ rằng dũng khí toàn tâm toàn ý mình rất vất vả mới có sẽ bị ánh mắt của anh làm tan rã. Không cho phép. Anh kêu to một tiếng, xông lên trước ôm lấy cô từ phía sau, mặt vùi trong tóc cô thì thầm giống như cầu khẩn, không được đi, không được rời khỏi anh. Nước mắt duy nhất chợt rơi, từng giọt lớn rơi trên mu bàn tay anh, nếu tôi tiếp tục sống ở đây, rốt cuộc coi là gì? Không sai, tôi đã từng đáp ứng làm người để dùng cho nhà họ Lãnh nhưng bây giờ tôi hối hận rồi, tôi hối hận có được không? Lãnh ngạn, thả tôi đi, được không? Mùi hương thơm ngát trên tóc cô theo hô hấp của anh thấm vào trong lòng, từng sợi tơ quấn quanh tim anh, bó chặt từng chút một khiến lòng anh đau. Không, anh không cho em đi. Duy nhất, anh không thể không có em. Thật sao? Tôi chưa bao giờ phát hiện mình quan trọng với lãnh tiên sinh như vậy dẻo cợt trong lời nói của Duy Nhất giống như lưỡi đau khắc vào trong ngực anh. Duy Nhất, anh biết rõ anh có lỗi với em. Đứa bé không còn, là lỗi của anh, anh không nên rời khỏi em, nhưng mà, anh thật sự. Anh hơi nghẹn ngào. Anh không biết nên làm gì, Duy Nhất, cho anh chút thời gian, có được không? Chúng ta có thể sẽ có đứa nhỏ. Duy nhất cố lau khô nước mắt trên mặt, ép mình hạ quyết tâm, biết, anh có thể sẽ có đứa bé, lấy hào quang nhà giàu nhất của lãnh tiên sinh sẽ có vô số phụ nữ nguyện ý sinh con cho anh, không phải một trò chơi để dùng sao. Người nào chơi với anh chẳng giống nhau. Cho nên, lại đi tìm người phụ nữ nguyện ý sinh con cho anh đi, chúc anh nhiều may mắn. Duy nhất, em muốn anh phải làm thế nào thì em mới hiểu được. Anh nắm bả vai cô, ép cô xoay lại đối diện với chính mình, trên thế giới chỉ có một duy nhất. Em là duy nhất anh có em có biết khi anh bận rộn một ngày một đêm trở lại không thấy em thì có cảm nhận gì không anh điên rồi dường như tìm em khắp thế giới đến lúc tìm được anh cũng sắp tan vỡ vậy một ngày một đêm anh bận rộn cái gì duy nhất ngẩng đầu lên đối diện với tròng mắt đen của anh anh lãnh ngạn muốn nói lại thôi cuối cùng tránh ánh mắt của duy nhất duy nhất cười nước mắt lăn xuống lãnh ngạn tôi tin tưởng anh tôi tin anh yêu tôi Tôi cũng yêu anh, nhưng mà, hai người ở chung một chỗ chỉ có yêu thì không đủ, ở cùng với anh, tôi mệt quá, rất vất vả, lùi một bước trời cao biển rộng. Chúng ta thử cho đối phương cũng cho chính mình thêm lựa chọn, nhiều không gian, chúng ta cứ tách ra trước. Có lẽ, không ở bên nhau, chúng ta sẽ sống tốt hơn, anh nói đi. Trong mắt trong suốt của cô long lanh ngấn nước, lãnh ngạn đưa tay, một giọt nước mắt nhỏ vào trong lòng bàn tay anh mang theo nhiệt độ còn dư âm của cô cảm giác ê ẩm bắt đầu lan ra từ trong lòng bàn tay anh nắm chặt quả đấm yêu một người chính là mong cô ấy hạnh phúc mà cô nói cô mệt mỏi cô nói cô khổ cực như vậy như vậy trước mắt hiện lên hình ảnh cô và doãn tự nhiên ở chung một chỗ cười to đã từ bao giờ duy nhất kiên cường dũng cảm sẽ không rơi lệ đã không còn thấy nữa cô đứng trước mặt anh luôn là khóc rơi không hết nước mắt xuyên qua cuộc sống của anh và cô lãnh tiên sinh từ gương mặt ngài và đường chỉ tay ngài có số khắc vợ nhiều năm trước thầy bói mà mẹ dẫn tới đã nói như vậy cuối cùng tay của anh dần buông lỏng mặc dù anh vẫn không tin quẻ bói đó nhưng đứa nhỏ rời đi khiến cho lòng anh bị bóng ma bịp kín anh không hy vọng duy nhất lại rơi nước mắt vì anh càng không hy vọng cô mạo hiểm nếu như rời khỏi anh cô sẽ hạnh phúc sẽ sống nhẹ nhõm sẽ có khuôn mặt tươi cười một lần nữa như vậy anh nguyện ý buông tay để cho anh tự bảo vệ cuộc sống âm u của anh cô độc của anh cả cuộc đời này thôi chỉ cần em sống tốt hơn anh bảo bối nhìn khi duy nhất xoay người nước mắt rơi đầy mặt nhìn theo bóng dáng cô từng bước một biến mất bên ngoài hàng rào trắng dưới mấy bông hoa mùa hè còn sót lại trong đầu tái hiện lên câu thơ lẩm bẩm trong lòng bảo bối anh cũng chúc phúc mong cho em có một tương lai sáng lạng mong người có tình đến cuối vẫn thuộc về nhau Mong em có hạnh phúc trên thế gian này, anh chỉ ước hướng về biển lớn, xuân ấm hoa nở. Đóng cửa lại, ngăn cách toàn bộ ánh mặt trời và gió biển bên ngoài phòng. Trong sinh mệnh của anh nhất định không có ánh sáng. Không hối hận chính là duy nhất giống như yêu tinh mà ông trời rất xuống mang lại cho anh một khoảng đời như mộng như ảo, khiến cho anh sinh ra ảo giác, cho rằng cuối cùng thượng đế cũng phái ánh mặt trời soi sáng góc tối trong anh. Ảo giác vẫn là ảo giác. Cứ coi như một giấc mộng đi, tỉnh lại, anh chính là anh. Rời khỏi biệt thự gần biển, duy nhất không biết mình nên đi đâu. Nhà cũ bị phá bỏ và rời đi nơi khác còn chưa sửa xong, cô lại không thể tìm doãn tự nhiên, ngày trước khi hai người còn vô tư chưa có cảm giác, bây giờ trưởng thành. Hơn nữa đã lập gia đình, có lẽ nên chú ý phương diện này. Chẳng lẽ thật sự đi tìm dịch hàng ăn cơm chùa? Cô cười, không thể nào. Duy nhất chỉ trông cậy vào chính là Mỹ Mỹ rồi, tìm Mỹ Mỹ trước, ở nhờ mấy đêm, sau khi tìm được phòng thì rời đi. Điện thoại di động đã mất, chỉ có thể dùng điện thoại công cộng gọi cho Mỹ Mỹ. Alo, Mỹ Mỹ, tớ là Duy nhất. Duy nhất? Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Núi băng nhà cậu muốn nổi điên. Đêm hôm 2 giờ gọi điện thoại ho tớ, hỏi tớ có biết cậu đang ở đâu không? mỹ mỹ vừa nghe là cô thì hô to gọi nhỏ tớ duy nhất hơi do dự trong điện thoại nói không rõ ràng mỹ mỹ tớ có thể phải ở nhờ nhà cậu mấy đêm rồi sao vậy cãi nhau mỹ mỹ nhỏ giọng hỏi gặp mặt rồi hãy nói tớ chờ trong tiệm cà phê bên cạnh nhà cậu khi tan việc cậu vào đó duy nhất vội vã cúp điện thoại bây giờ vẫn là buổi sáng sau khi sinh non thân thể duy nhất vẫn chưa khôi phục hoàn toàn quan trọng hơn là tâm tình không tốt cũng không muốn đi đâu sau khi ngồi xe đến quán cà phê vẫn ngây ngốc đến tận hoàng hôn mỹ mỹ vừa tiến đến đã trợn mắt với duy nhất duy nhất cậu cúp điện thoại cũng quá nhanh đó sao nào duy nhất nhất cầm lên không còn hơi sức mà trừng mắt lại với cô ấy chẳng lẽ còn muốn tớ nấu cháo điện thoại với cậu tớ sắp hết lương thực rồi không có tiền nói chuyện phím với cậu. Duy nhất, đừng như vậy, thật ra thì lãnh ngạn đối xử với cậu rất tốt, đàn ông mà, đều như vậy, chỉ cần anh ta nhớ về nhà là được rồi, gặp dịp thì chơi ở bên ngoài cũng chỉ bình thường, huống chi anh ta còn là người đàn ông ưu tú như vậy, cậu vừa đi lập tức đã có người muốn dán lên, cậu cam lòng chấp tay đưa anh ta cho người khác sao. Mỹ Mỹ khuyên duy nhất, Duy nhất đột nhiên trưng một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ với Mỹ Mỹ, bây giờ tớ chỉ muốn ăn no một bữa. Sau đó ngủ một giấc thật ngon, đây chính là hạnh phúc lớn nhất rồi, không muốn thứ khác. Mỹ Mỹ nhíu mày, không tim không phổi. Chỉ có điều, tớ đã dọn nhà. Không ở bên này. Đi với tớ tới nhà mới. Duy nhất chợt nhớ tới cậu bạn trai nước Mỹ của bạn mình, đúng rồi, có phải cậu ở chung với bạn trai bác sĩ không? Vậy tớ không tiện quấy rầy. Đi chết đi tớ không có nhà này tớ dùng tất cả tiền lương cộng thêm vay ngân hàng để mua định sau này đón mẹ lên ở cùng bản thân ở trước đi thôi mỹ mỹ tính tiền cho cô kéo tay cô ngồi lên taxi nhà mỹ mỹ khiến duy nhất hoảng sợ lại có thể là một căn biệt thự nhỏ mỹ mỹ cậu phát tài khi nào duy nhất thấy mặc dù thiết bị lắp đặt bên trong đơn giản nhưng đều dùng vật liệu cầu kỳ làm thư ký ở tập đoàn doãn thị lâu như vậy vẫn có thể phân biệt được không phải nhà này do tập đoàn doãn thị bán theo giá của bộ phận nhân viên cho tớ coi như tự nhiên nhân tình đi vẫn tương đối tiện nghi chỉ có điều cũng đủ cho cả đời tớ mỹ mỹ cầm đồ trong tay bỏ vào tủ lạnh trong tủ lạnh rỗng không duy nhất nhìn tủ lạnh quan sát bốn phía mỹ mỹ đây là nhà mới ở chưa tới vài ngày Tớ thật may mắn. Đúng vậy. Nói cho cậu đây là nhà mới mua. Dẫn cậu vào phòng. Mỹ Mỹ nắm tay duy nhất lên tầng 2, đi thẳng vào một phòng ngủ. Ở đây vốn là phòng của tớ, cho cậu ở là được. Tớ ở phòng sát vách. Duy nhất phát hiện đây là phòng ngủ chính, mở tủ treo quần áo ra, quần áo bên trong được treo rất chỉnh tề. Quần áo này do cậu mua duy nhất nhìn những bộ quần áo vẫn còn mới kia bạn trai tớ mua tớ mặc rất ít dù sao hai chúng ta cũng không khác nhau lắm cậu mặc đồ của tớ đi nhìn cậu kia trốn nhà mà một bộ quần áo cũng không mang theo những đồ lót kia đều còn mới còn chưa mặc một lần mỹ mỹ gõ lên trán cô trong lòng duy nhất dâng lên cảm động ấm áp mỹ mỹ cậu thật tốt mỹ mỹ vỗ tay cô được rồi đừng nói lời chán ghét hai chúng ta là ai chứ? Bây giờ thỏa mãn nguyện vọng của cậu, dẫn cậu đi ăn no một bữa. Duy nhất ở trong nhà Mỹ Mỹ mấy ngày, thân thể dần khôi phục. Cuộc sống trở nên đơn giản, thời gian cũng trở nên dư thừa, lúc ngồi một mình, nhìn núi xa ngoài cửa sổ, trái tim lại vô duyên vô cớ dâng lên đau đớn, bi thương khó tả, làm thế nào cũng không xóa khuôn mặt tối tăm trong trí nhớ đi được, như hình với bóng, gần như mỗi đêm đều tỉnh dậy trong nước mắt. Lúc rảnh rỗi nhàm chán, sẽ tìm một chút vải thô, làm từng con rối nhỏ, bé gái nhất định là tóc đen thẳng tắp, chỉnh tề, hai mắt thật to, chu môi, mà bé trai không có ngũ quan. Mỗi một lần nhìn khuôn mặt trống không của bé trai, nước mắt lại không giải thích được mà rơi xuống từng giọt lớn. Duy nhất, cậu cần gì phải làm vậy? Nếu nhớ anh ta thì về đi. Mỹ Mỹ nhỏ giọng đến gần, phát hiện duy nhất đang ngồi bên giường rơi lệ. Duy nhất lau khô nước mắt, miễn cưỡng miễn cười, ai nói nhớ anh ta chứ. Vừa rồi cắt bay vào mắt. Mỹ Mỹ không thể làm gì khác hơn là thở dài, ngày hôm qua không phải cậu nói muốn tìm việc sao. Tớ tìm được một việc cho cậu. Thật sao? Nhanh như vậy. Không phải trở về tập đoàn Doãn Thị chứ. Duy nhất quả thật muốn ra ngoài làm việc, trên tay còn mấy tấm cạc của lãnh ngạn, lúc ra đi quên trả lại, nhưng cô sẽ không tiêu tiền của anh, về sau có cơ hội gặp lại sẽ trả cho anh. Chỉ có điều, mình phải ra ngoài làm việc thôi, cứ nhờ Vả Mỹ Mỹ Hoài cũng không hay. Cô lại không muốn trở lại tập đoàn Doãn thị, quan hệ của Doãn Tiêu Trác và Lãnh Ngạn rất thân, cô không muốn giao thiệp với người có quan hệ với Lãnh Ngạn. Mỹ Mỹ lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho cô, không phải là một công ty mới do người Nhật Bản mở. Bạn tới giới thiệu Ngày mai cậu cầm danh thiếp đi phỏng vấn đi. Quá tuyệt vời. Mỹ Mỹ, cảm ơn cậu. Cậu thật sự quá tốt. Duy nhất nhận lấy danh thiếp, cho Mỹ Mỹ một cái ôm thật chặt.